Chúng ta sẽ cắt từ dưới gầm nách này, các bạn để 1 cm thôi cho nó đỡ bị cộm. Trên này các anh chị để cho cô là 1,5 cm. Đấy, 1,5 cm. Rồi, cổ này các bạn để cho cô 1,5 cm. Và tay này cũng để 1,5 cm. Cô quay video thành ra là cô chưa được chỉnh chu đến chính xác 100%, vì cần phải tốc độ nhanh và quay phải ngắn gọn để các anh chị xem, cũng đồng thời phải đầy đủ kiến thức, cho nên là cũng có một số những chi tiết mà cô cũng chưa được hài lòng và cũng chưa được ưng, nhưng mà cô cũng cố gắng để làm sao truyền tải được cho các bạn được trọn vẹn tất cả những gì mà cô kinh nghiệm của cô trong suốt hơn 30 năm qua. Cho nên là khi các anh chị xem xong bài video này, nếu phần nào không hiểu nhắn tin cho cô hoặc để lại cho cô một lời bình luận cảm xúc của mình, để cô có động lực để hướng dẫn các anh chị nhiều những kiến thức của mình nhiều hơn nữa. Và đây là cửa tay, chúng ta sẽ để đây là 3 cm. Và thực sự là cô xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất là nhiều đã tin tưởng và chúng ta để trở thành những người bạn đồng hành với nhau trên con đường đam mê sự nghiệp của mình nhé. Đấy, sau đó thì các anh chị sẽ sang dấu cho cô. Đó. Đó. Và chúng ta cũng sẽ sang dấu cổ. Rồi, như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các anh chị xong về hai tay của áo dài truyền thống. Đấy, hai tay của áo dài truyền thống. Rồi, và cô xem còn sót cái kiến thức gì nữa không? Rồi, hết rất là kỹ. Đó, và lúc này thì cô đã xong được hai tay của áo dài truyền thống ở đây. Đó, ở đây là một tay. Và bên dưới này là một tay nữa. Như vậy là chúng ta sẽ có hai phần tay của áo dài truyền thống không ly và cắt trực tiếp cũng như là cắt theo phương pháp 2 trong 1 từ áo dài đa năng và áo dài truyền thống cơ bản cổ xưa. À, các bạn có câu hỏi gì thì nhắn tin hoặc là viết ở dưới phần bình luận cho cô nhé. Còn bây giờ thì các anh chị cẩn thận hơn một chút xíu nữa thì sẽ đo cái tay này vào phần thân xem là đã ok chưa thì chúng ta bắt đầu kết thúc. Rồi bây giờ cô sẽ đo như sau. Đây cô sẽ đặt hai cái phần tay này chồng lên nhau đi để cô đo cho nó dễ. Hoặc là cô lấy một tay thôi. Cô lấy một tay. Đấy, cô lấy một tay đây để cô đo cho nó dễ nhé. Đó. Lúc này chúng ta đo phần thân trước này. Chúng ta sẽ đặt hai gầm nách này vào đây. Và chúng ta sẽ lân lân đây. Đó, thì bao giờ cái phần nách tay của thân trước này cũng sẽ hụt hơn so với phần thân trước khoảng 1 cm. Đã đủ nhá các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần thân sau. Phần thân sau các bạn lấy phần nách của thân sau đặt vào đây. Và chúng ta sẽ khớp vào đây. Và thừa lên trên so với thân khoảng 0,5 là chúng ta đủ. Và cái đặc biệt là các bạn thấy khi cô đặt vào đây như này này, hai cái phần gầm nách của cái phần tay và của phần thân rất là tròn giống nhau, cũng như ở phần thân trước này. Khi cô đặt vào đây thì các bạn cố gắng chỉnh để làm sao cho cái khoảng cách của gầm nách của tay với của thân nó cũng phải chỉnh trùng với nhau trong khoảng cách tròn như thế này. Và khi may thì chúng ta sẽ căng gầm nách của tay và đồng thời là vừa may căng và vừa phải căng cả chỉ nữa để chỗ này của chúng ta nó được đàn hồi do chất liệu vải cũng như là không bị chặt chỉ thì mặc sẽ dễ chịu hơn. Rồi, và bây giờ thì cô sẽ giải ra đây là chúng ta đã hoàn thành. Wow, rất là thích. Đó, đây là thân sau, đây là thân trước và đây là phần tay. Như vậy là cô Thủy đã hoàn thành xong tất cả các phần kỹ thuật của áo dài trên chất liệu vải không co giãn, cắt trực tiếp trên vải. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào các bài giảng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.